tạm chia tay với cặp vợ chồng của Michael và Châu, thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Dạ em chào anh chị và chào mọi người. Chào tụi em. Hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Nguyễn Thị Luyện, năm nay em 25 tuổi. Em làm bên bộ phận xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ em tên Võ Văn Bằng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên môi trường. Hiện tại em đang công tác và sống ở Tây Ninh. Tụi em là ở trên Tây Ninh xuống à? Dạ. Ồ, đi bằng gì xuống? Dạ xe máy. Ồ. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và Trọng Sơn cảm ơn hai bạn rất nhiều. Luyến và Bằng, hai vợ chồng trước đây là gặp nhau lần đầu tiên như thế nào và ai là người ấn tượng ngay trước tiên? Tụi em gặp là biết nhau á, gọi là biết nhau á thì là còn hồi học phổ thông. Trong một dịp tình cờ thôi thì một người bạn của ảnh, đồng thời cũng là bạn cũ của em, thì cho em có gian từ trên Tây Ninh xuống thành phố học á. Trên đường đi thì tính ghé vào một quán nước uống nghỉ ngơi thôi. Người bạn đó mới nói là có một người bạn của mình đây thì rủ ảnh ra uống nước chung cho vui. Người bạn đó là ông xã em bây giờ. Ảnh lúc đó là mới đi tập thể hình về. Cái ấn tượng đầu tiên là khác hẳn với hồi mà học phổ thông trển. Thì hồi học phổ thông thì ảnh nhỏ con như chưa dậy thì á, mà ngay mặt lại có một rùi to đùng là em ghét rồi. Mà hồi đó là quậy phá học dở lắm, là em không có thích cái tiếp người học dở. Rồi bây giờ gặp lại thì thấy một rùi biến mất. Dạ đúng rồi, đi mới đi tập thể hình về thì cũng có cơ bắp, mặc áo ba lỗ. Giờ em ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Thì em mới kết rồi thì ngồi nói chuyện chung vui vậy đó. Không biết linh cảm hay sao đó, em không ngồi xe của các bạn đó nữa mà tự nhiên nhảy qua xe của ông xã em ngồi luôn. Dạ. Em cua trước hay chờ em cua trước, là cái người nào tỏ tình trước? Em thấy là chị này có cái giống như là ý định cũng muốn qua chợ, mình chở thì mình đã hiểu được vấn đề rồi. Dạ, hiện tại với đó là em cũng đang quen một người. Em cảm nhận cái người trước của em á, người yêu đó là giống như thương em rất là thật lòng. Nhưng mà cái cảm giác của em á là giống như mình không có mang được cái hạnh phúc cho họ về tiến xa hơn nữa. Thì em quyết định là lúc đó thì hai người cũng có đang mâu thuẫn, thì em thấy là nên chấm dứt. Em cũng đã chia tay với người trước. Và cũng tình cờ lúc đó thì cô này xuất hiện. Thế là hai bạn đến với nhau. Nói chung là đến yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. Dạ. 4 năm rồi làm đám cưới. Dạ. Vậy đó. Rồi trong 4 năm đó thì các bạn có ăn cơm trước kẻ không? Hả? Dạ thì quan điểm của em là giữ gìn đến giờ phút thiêng liêng nhất. Tới cái đêm động phòng đúng không? Dạ. Nhưng mà đêm động phòng có trơn tru trắc trở hay là có như thế nào không? Đêm động phòng là chắc là nó thú vị lắm phải không? Hôm đó bà xã em là bị đèn đỏ. Coi như nghĩ phé. Tân hôn rồi. Nhiều cặp bị lắm, nhiều cặp rơi vào cái tình trạng này lắm. Như vậy là chắc chắn là tuần sau mới vui. Có khi tuần sau mới vui. Tuần sau mới vui đúng không? Dạ năm sau mới vui. Trời ơi. Là sao tụi em làm thì chị cũng không được đỏ mặt nghe chưa? Không được đỏ mặt. Mình đã lên tới đây rồi là cái gì đó mình khui hết rồi mình nói chuyện luôn. Dạ. Kể gì nghe coi. Ảnh thì làm xa nhà nên là một tuần gặp nhau có lần mà đa phần là ảnh về mệt hết trơn. Dạ. Với lại là một lý do nữa là điều kiện kinh tế cũng không có ổn định. Nên là chưa có nghĩ tới cái chuyện đó, tại vì em thấy nhiều người cũng bị vỡ kế hoạch á, nên em sợ và mong muốn là mình sẽ chuẩn bị cho cái đêm đó thì là hoàn hảo. Coi như là chỉ sợ vỡ kế hoạch thôi đó. Mà nhịn. Có nhiều điều khác mà cái này cái rồi, phần này rồi. Để cho thì giống như là mình mới lập gia đình, giống một con mèo vậy á. Mà mình mèo đang đói, mình đang mèo đang đói mà lại cục mỡ treo lên vậy đó. Mình cảm giác nó khó chịu lắm ạ. Khó chịu lắm em. Nhưng mà chị hỏi nè, rồi bên nhà em có biết là cái chuyện cả năm sau rồi mới có cái đêm tân hôn không? Dạ có. Em về em có tâm sự với mẹ và chị gái. Mẹ chị gái có nói gì về cái trường hợp này không? Thì chị hai của em á thì nói mày về mày coi chừng Bằng á, coi chừng nó bị chút sinh lý. Bầu em lấy nhau bao lâu rồi? Chính thức ngày mai nữa là 1 năm 2 tháng.
Rồi sau vậy 2 tháng là chị nó mới đây thôi đó hả? Dạ. À, em phát hiện ra là ảnh không có yếu. Nếu mà nói chung cho tới bây giờ là hoàn hảo đúng không? Dạ. Em thì sao? Dạ ok. Rồi ok ok được rồi. Giờ về cuộc sống thì sao nè? Coi như lấy nhau xong rồi thì có. Nói thẳng luôn đi. Ông nội này không có tật xấu gì không? Dạ trời ơi, ảnh lười biếng kinh khủng luôn. Lười biếng là còn gì nữa nè? Vợ chồng nhưng mà ảnh không khi nào xưng hô anh em với em hết á. Ủa xưng mặn gì? Xưng ta ta. Giống như là ảnh ở trên còn em là thường dân như vậy. Chắc cái điều này chắc ra huệ rồi thôi. Anh không thích. Dạ hai chồng mong muốn thay đổi gì ở nhau nè? Thôi giờ cho bằng trước đó. Bớt càm ràm một xíu. Nói gì nữa? Đi đâu đó thì đồng ý cho em đi một cách vui vẻ. Thì em sẽ đi đúng giờ về. Rồi còn Liễn. Mà tại vì ảnh lười biếng nên em mới ưa nhắc và ưa càm ràm vậy thôi. Ví dụ như ảnh là làm chiều 4 giờ 4 rưỡi là ảnh về rồi. Mà ảnh nằm ảnh xem tivi nằm ình đó. Em về nấu nướng nấu cơm làm gì làm ảnh ngồi ảnh nhìn vậy. Xong rồi em mới nói anh phụ em làm này làm kia. Anh chị biết anh trả lời sao? Anh thề anh sẽ không bao giờ phụ em. Một câu nói nghĩa đen nghĩa bóng gì. Bây giờ là hết cái đại hội vạch mặt rồi nè. Giờ muốn đại hội thay đổi nè. Bây giờ mong muốn là bớt lười biếng nè. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi đừng có xưng hô. Dạ đúng rồi, cái xưng hô đó là em đặt lên hàng đầu luôn. Anh muốn em thay đổi đầu muốn tiên là được thay không đổi bà? Là anh em à. Dạ. Đúng không? Không thì vợ hay là bà xã. Được không? Có khó không? Cái tính của em là không thích ngọt. Nhưng mà là tình cảm lãng mạn quá, sến quá. Em chỉ cần thay đổi là thay vì như là ta em. Với lại là gì? Móm. Ta với móm thì là giờ kêu là anh với móm. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Được không? Tại vì vậy nè, nãy giờ chị thấy hai bạn có một cái ha, chị để ý chị thấy là có đôi lúc nói chuyện trong mắt của vợ có những cái mà nước mắt nó muốn trào ra. Chồng cũng vậy. Mà chị không biết lý do sâu xa của cái việc mà trào nước mắt là cái gì. Chị biết là hai em có một cái gì đó mà chưa có nói hẳn ra hết những cái điều mà mình mong mỏi về nhau. Dạ thì trước khi lên chương trình á thì ông xã của em thì có một cái mong muốn rất là lớn là muốn em chia sẻ với chương trình để em và gia đình là mẹ chồng em bớt cái thành kiến, là cái mong muốn lớn nhất của ảnh khi em vợ chồng em tham gia chương trình này. Có nghĩa là bây giờ gia ba mẹ chồng vẫn thành kiến với em hả? Dạ tại vì cưới xong thì về ở chung với ba mẹ khoảng vài tháng thì cũng có một số mâu thuẫn tế nhị trong gia đình. Thì hiện tại là tụi em đã ra ở trọ. Và gia đình thì mong muốn tụi em quay về. Em vẫn chăm sóc và lo cho ba mẹ nhưng mà thực chất là em không thích ở chung. Dạ. Mà cái điều mà ở chung là do là bạn muốn đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ sao ta? Luyện thì lại không muốn về ở chung. Trong khi Bằng thì lại muốn về ở chung. Vậy thì tụi em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tại vì nhà còn một ông anh nữa, chưa có gia đình, là đang ở chung với ba mẹ. Thì em mới bàn với chồng em là hai đứa mới quyết định ra ở riêng. Thì ba của ảnh bây giờ thì mới nói là thôi nhờ ba cho đất kế bên thì hai đứa cứ cắt cái nhà ở đó, ở gần cha gần mẹ. Thì em cũng khẳng định một câu thì cha mẹ nào cũng là cha mẹ. Em cũng quan tâm chăm sóc ba mẹ bình thường. Có ở chung hay ở riêng thì cũng vậy thôi. Chứ không phải là em bỏ ở trọ xa hay là đi đâu mà không quan tâm tới ba mẹ. Ý em là như vậy. Chứ không phải là tụi em đi luôn. Không, bây giờ thí dụ gì nè, nếu mà chị hỏi Luyện nè. Ví dụ như bây giờ ba mẹ cho cái miếng đất gần bên thì trong trường hợp mà tụi em cất cái nhà ở đó. Dạ. Thì chị thấy giải pháp đó được mà đúng không? Dạ, đúng. Thì Bằng có đồng ý với giải pháp đó không? Em thì thấy cái giải pháp nào cũng được. Nhưng mà em thấy là vì em ở cửa giữa, em cứ nghĩ là mình cứ làm cái gì mà mình thấy mình thoải mái, với lại là đừng có nói ai mà buồn. Chị thấy như vậy nè Bằng. Nếu trong trường hợp mà cái vấn đề hòa hợp giữa con dâu và mẹ chồng trong thời gian này, thứ nhất là tụi em chưa có em bé đúng không? Dạ. Đó. Thì để mà cho cái việc mà tụi em chuẩn bị ra đời một em bé thì tạm thời cái giải pháp là bây giờ tụi em vẫn cứ ở riêng ra. Em cứ để cho vợ em chín chắn đã trong cái mối quan hệ vợ chồng trước. Gây dựng một cái gia đình nhỏ, biết nắm cái gia đình nhỏ mình trước. Tích cóp tiền, nếu cha mẹ cho mình miếng đất, mình cố gắng mình cất một cái nhà. Đơn sơ một mạc thôi, mình ở kế bên ba mẹ. Riêng thì vẫn riêng nhưng mà thành ra chung thì vẫn chung, ở sát bên để mình vẫn có thể chăm lo được cha mẹ qua lại. Đó là cái giải pháp tốt nhất. Thì chị cũng nghĩ rằng như vậy nè, nhân cơ hội chương trình này đó thì hai vợ chồng nên
nhất là em ấy, có một cái tâm sự em nói cho ba mẹ hiểu? Dạ, thật ra thì cũng thông qua chương trình thì con cũng rất, không phải là con bỏ đi đấy, là con từ bỏ ba mẹ, mà một ngày nào đó khi con đã đủ chín chắn rồi thì con sẽ trở về. Có thể là không ở chung một mái nhà nhưng mà con sẽ chăm sóc và phụng dưỡng cho ba mẹ đúng trách nhiệm một người con dâu Úc. Bằng, bằng nói đi, bằng nói với ba mẹ một tiếng đi cho ba mẹ hiểu. Thì con cũng cũng muốn làm ba mẹ với lại là vợ con, nhưng mà sẽ trở lại như xưa, vui vẻ. Và trong năm nay hoặc là năm sau thì chắc chắn ba mẹ sẽ có tin vui. Con không biết dùng cái lời lẽ nào mà để diễn tả hết được. Thì bổn phận của con là con sẽ hiểu và con sẽ chăm sóc ba mẹ và làm cho gia đình ta ngày càng vui vẻ hơn ạ. Nhân đây thì Vân cũng chỉ mong rằng anh chị hãy hiểu, nếu mà thực sự là thương bé Bằng, tại vì Bằng là Úc, cho nên cái trách nhiệm mà gọi là câu miền Nam mình là Úc nhờ Úc chịu, cho nên là cái áp lực của Bằng rất là lớn. Thì nếu mà anh chị thương Bằng thì anh chị thời điểm này thông cảm cho Bằng, để mà Bằng có thể lo cho cái gia đình nhỏ của Bằng cũng như vợ hoặc là cái đứa con tương lai sắp chào đời. Và anh chị hiểu rằng là thông qua chương trình và những cái lời tâm sự của các cháu thì anh chị thấy rõ ràng là các cháu rất thương cha mẹ. Chỉ có điều là có thể thế hệ của các cụ cũng như là các cháu chưa tìm được một cái tiếng nói chung đó, thì xin anh chị thông cảm. Trong thời gian này anh chị cứ để cho các cháu ra ngoài để các cháu tạo dựng một cái gia đình nhỏ các cháu, và các cháu sẽ sống đúng bổn phận của những người con có hiếu. Thì rất mong là anh chị cảm thông. Dạ, thì khi ba mẹ xem cái chương trình, xem chương trình này thì ba mẹ sẽ hiểu. Anh nghĩ là hiểu. Và thôi, chỉ khóc hôm nay thôi. Và về, và hai người cứ nhìn nhau mà cười. Hai đứa nắm tay nhau, ôm nhau cái, hùng cái trong cái. Rồi. Có tin vui là báo liền nha. Ok, cảm ơn hai em. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ mỹ phẩm trẻ hóa da từ bên trong của thương hiệu Nhao Thai Cừu Rebirth của công ty Kỳ Phong, trị giá 2.500.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là hai bộ sản phẩm dưỡng tóc dành cho nam lẫn nữ, giúp dày tóc hiệu quả từ thương hiệu mỹ phẩm Thiên Nga. Trị giá của bộ sản phẩm này là 2.150.000 đồng. Món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chua nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời cô dâu chú rể quay lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn đi giày size bao nhiêu? Chồng của Liễn đi size bao nhiêu? Quý quá. And đúng không? Châu và Michael 39, 42. Bạn phải học tiếng Việt nhiều hơn nữa. Kết quả 42 đã mang về sự ưu tiên cho cặp vợ chồng của Liễn và Bằng. Hai bạn hãy thống nhất chọn màu gì nào? Chọn màu hồng. Rồi bữa nay màu gì châu? Dạ, chọn Michael. Michael thích màu xanh. Màu xanh. Để Thuận và chị Hồng Vân mở trước nha. 1, 2, 3. Xin mời tất cả quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Dở lên. Như vậy chúng ta còn 2 phần quà. Trước tiên là một bộ sản phẩm đến từ Nhao Thai Cừu Rebirth của công ty Kỳ Phong, trị giá 2.500.000 đồng. Và một bộ sản phẩm dưỡng tóc và mọc tóc của Thiên Nga, trị giá 2.150.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được 2 phần quà này thì quý vị khán giả phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, người chồng ở cặp đôi thứ nhất đến từ nước nào? A. Anh, B. Pháp, C. Đức, D.
Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời giống như bạn? Dễ đi. Thôi quá khó. Quá đơn giản phải không nào? Quý vị hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Nếu như quý vị khán giả nào bận quá không xem được chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có thể xem lại tiết mục ngày hôm nay hoặc là các chương trình Vợ Chồng Son trên kênh YouTube qua kênh MCV Media. Và trong chương trình Vợ Chồng Son vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.